Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình nhé. Thì ở video ngày hôm nay sẽ tiếp tục về chủ đề Grand Prix Soccer 2022. Và hôm nay mình sẽ đến cho các bạn một cái video khá là có ích nữa cho những bạn nào đam mê game này. Thì như các bạn đã biết thì phiên bản mới của chúng ta sẽ có rất là nhiều các tính năng hay là có những cái điều mà mình sẽ cần đem đến cho các bạn để các bạn có thể tìm hiểu hơn. Thì mình một ngày mình cũng không thể ra được 2 đến 3 video được, nên là mọi cái thắc mắc của anh em á, yêu cầu mình làm á, thì mình phải làm theo thứ tự, theo trình tự anh em nhé, chứ không thể là một ngày mình có thể ra nhiều video dành cho anh em xem được. Bởi vì là thứ nhất là tìm nó rất là khó này, thứ hai là mình phải tổng hợp ra để gửi tới anh em cho nó đầy đủ nhất. Ok, thì hôm nay video này ngày hôm nay cũng là một video khá là hay và khá là có ích đối với những bạn nào đam mê game này mà có sở thích là build đội hình. Thì hôm nay mình sẽ đến cho anh em đó là video về các cầu thủ mới xuất hiện ở trong phiên bản 2022. Bởi vì nhà phát hành năm nay ở phiên bản này mình thấy cũng khá là chăm chút về các cầu thủ, khi nhà phát hành đã bổ sung khá là nhiều cầu thủ từ những cầu thủ thêm mới trẻ ấy, hay là những cầu thủ mà trở về từ những câu lạc bộ không có bản quyền. Ví dụ trở về Anh hay là trở về từ Đức hay là gì đó. Thì hôm nay mình sẽ đến cho các bạn đó là cái tên nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với video ngày hôm nay nhá. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu đó là thủ thành Jack Steffen. Đây là thủ thành thứ hai của đội tuyển thủ thành thứ hai của câu lạc bộ Manchester City, và anh là người đã đề số 1 cho đội tuyển Mỹ sao ạ? Đúng không anh em? Theo mình biết là người Mỹ là chắc chắn rồi, nhưng mà không biết là phải bắt chính ở đội tuyển Mỹ không. Thì anh em tìm hiểu nhé. Thủ thành này có chiều cao rất là tốt, đó là 1m91 và chỉ số hiện tại đang là 63 đấy, thì cũng khá là ổn anh em ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cầu thủ nữa, đó là cầu thủ Matheus Cunha. Thì đây là một tân binh của game này. Anh đã có một màn trình diễn khá là tốt ở Olympic Tokyo cùng đội tuyển Brazil, và hiện tại thì đang nòng cốt của câu lạc bộ Atletico Madrid của La Liga. Đấy, cái này cầu thủ này thì đang thi đấu ở vị trí tiền đạo. Đấy, anh em nào muốn build Atletico thì đừng bỏ quên cầu thủ này anh em nhé. Tiếp theo sẽ đến với một tân binh của Barca nữa, đó là Ronald Araujo. Araujo thì chơi vị trí hậu trung vệ cho đội tuyển Uruguay, và hiện tại thì cũng là chơi trung vệ cùng với đã là cặp của Pique ở Barca. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cầu thủ nữa. Đây là một cầu thủ của Arsenal, một cầu thủ trẻ tiềm năng của đội tuyển Bỉ, đó là Lang Konga. Thì hiện tại thì vẫn chưa có suất đá chính nhiều ở Arsenal cả. Mình xem Arsenal về trận thì hiện tại là Arsenal tiền vệ của Arsenal thì cũng không phải là thiếu những tân binh chất lượng, không phải thiếu những cầu thủ chất lượng. Chúng ta có thể kể đến như là Odegaard đá rất là hay này, và hiện tại là người phong độ rất là tốt hiện tại đó là Smith Rowe chẳng hạn, thì đang là có những bước tiến vượt bậc, nên là cầu thủ trẻ này cần thời gian và cần đúng rồi là phải là cần thời gian để có thể chứng tỏ bản thân của mình. Đó là trường hợp của Lang Konka. Chỉ số hiện tại của Lang Konka đang là 68 anh em ạ. Tiếp theo sẽ là một tân binh nữa, một cầu thủ trẻ nữa, triển vọng nữa của nước Anh, đó là cầu thủ Harvey Elliott. Thì đây cầu thủ này đã bị một chấn thương kinh hoàng ở trận đấu nào nhỉ? Mình nhớ không nhầm thì mình không để ý nha, bởi vì là mình không xem Liverpool nhiều lắm. Thì cái tin tức là Elliot chấn thương thì chắc chắn là anh em nào xem bóng anh em cũng biết rồi, nên là đây là một cầu thủ trẻ tiềm năng, một máy chạy mới của Liverpool cũng như là cổ để dành của đội tuyển Anh. Đấy, hiện tại thì Elliot đang chỉ số 67 và chơi vị trí tiền vệ cánh phải anh em ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một cái tên nữa, đó là Dixu Đoàn. Thì thật ra là Dixu Đoàn thì có mặt ở trong game này từ những phiên bản từ rất là lâu rồi, từ 2019-2020 rồi, nhưng mà lên 21 thì anh đang chuyển sang một câu lạc bộ khác, và đến năm nay thì hiện tại đang thi đấu ở một câu lạc bộ PSV Eindhoven hay sao, đúng không em? Như là PSV Eindhoven thì chúng ta có bản quyền của Dixu Đoàn thì anh đã trở lại anh em ạ. Anh em đi đội hình Nhật thì đừng quên đi sư đoàn nhé. Tiếp theo sẽ lại là một tân binh của châu Á nữa, đó là Huley hay gọi là Vũ Lỗi đấy. Cầu thủ này đã từng ra thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc trong trận đấu ở vòng loại thứ 3 với đội tuyển Việt Nam, và cũng đã có những bàn thắng với nói chung là ao trình anh em ạ, phải gọi là ao trình cầu thủ thi đấu châu Âu.
đá với Việt Nam ở vòng loại thứ 3 thì nó vẫn là cái gì đó rất là khác biệt luôn. Anh em xem, anh em có thể biết là trình của Huley như thế nào thì mới đá được ở châu Âu, La Liga, một trong những năm giải đấu hàng đầu của châu Âu và thế giới luôn anh em ạ. Thì trình của Huley thì chúng ta không phải nói nhé. Nói thật ra là ở cái phần, ở cái, nói với, không nói về vấn đề chính trị, chúng ta Trung Quốc với Việt Nam thì chúng ta không nói về vấn đề chính trị, thì mình là đang nói về vấn đề chuyên môn về bóng đá cơ. Thật ra là anh em hãy dựa vào tài năng của cậu ta và anh em đánh giá thôi, chứ đừng dựa trên cậu ta quốc tịch gì mà đánh giá được khả năng của Huley anh em nhé. Ok, tiếp theo sẽ đến với một tiền vệ, một hậu vệ của đội tuyển Anh đang có phong độ rất là cao, gọi là một cái kép phụ nhưng mà hiện tại chiếm suất đá chính của những đàn anh ở câu lạc bộ Chelsea, đó là Chalobah. Chalobah thì đá là một hậu vệ nhưng mà khả năng ghi bàn lại là một tiền đạo. Đấy, hiện tại thì hàng hậu vệ của Chelsea đang có nhiều bàn thắng hơn những cái hàng tiền đạo của các câu lạc bộ khác của Anh cơ. Đến từ Reece James, đến từ Chilwell, Rüdiger, Thiago Silva và đặc biệt phải là Reece James, cầu thủ đang có phong độ cực kỳ là cháy ở trong mùa giải hôm nay của câu lạc bộ Chelsea anh em ạ. Thì Chalobah hiện tại đang giá chỉ số 69 và có chiều cao khá khủng đấy, 1m90. Thì khả năng là Chalobah sẽ làm, nếu mà cứ đá như thế này thì khả năng chỉ số cái tăng cao ở những phiên bản tới là điều đương nhiên anh em ạ. Ok, tiếp theo sẽ là đến với những tân binh của Barca. Đầu tiên đó là Gavi. Gavi thì anh em không phải nói rồi, đây là một cầu thủ trẻ đang nổi lên hiện tại đấy, đang nổi lên hiện tại và được so sánh như kiểu là Xavi hay là Iniesta của 2.0 của Barca cơ, và là đang là một tiềm năng của trưởng thành từ lọt tạo La Masia, trở nên nó quan trọng hơn bao giờ hết và sẽ là một thứ vũ khí quan trọng vào thời Xavi, sau khi Xavi cải tổ đội bóng anh em ạ. Tiếp theo sẽ lại đến một với tân binh của Barca nữa, đây là cầu thủ trẻ của Barca, đó là Nico Gonzalez. Thì Nico Gonzalez cũng giống như trường hợp của Gavi thì đều trưởng thành từ lò tạo La Masia và đang được sử dụng nhiều hơn ở thời của huấn luyện viên Xavi, nên là những cầu thủ này anh em nên build về, anh em nào build Barca thì chắc chắn đừng quên những cầu thủ này nhé. Tiếp tới mình đang nói đến rằng tân binh của Barca đó là tiền vệ cánh phải, đó là Jesus Demer. Thì cầu thủ này đang là chỉ số 68 và đang có khuôn mặt chuẩn ở trong phiên bản 2022 luôn. Đấy, khuôn mặt chuẩn vào cả Barca luôn anh em ạ. Cầu thủ chân trái. Tiếp theo cũng là đến một cầu thủ trẻ nữa, đó là trung vệ Miveta. Thì đang thi đấu ở cho câu lạc bộ Barca. Thi đấu nói chung là cũng bình thường anh em ạ, được đánh giá là bình thường. Và anh em nào build Barca thì anh em cũng phải nhớ những cái tên như thế này. Năm nay có vẻ là các cầu thủ đội nhà phát hành ưu ái rất là nhiều từ các cầu thủ trẻ của Barca. Đấy, một dàn sao của Barca, một dàn cầu thủ trẻ của Barca xuất hiện ở phiên bản này. Ok. Tiếp theo sẽ là đến với một cầu thủ trẻ chất lượng của Man City, đó là Farmer. Farmer đây là cầu thủ trẻ mà đã được cho thi đấu ở đội 1 khi thay Kevin De Bruyne chấn thương đúng không anh em? Hình như là vậy, hay là thay Foden nhỉ? Thì cũng đã có cơ hội thể hiện rồi. Và anh em là Bill Man City thì hãy nhớ lấy cái tên này nhé, cầu thủ trẻ Colin Farmer, chỉ số 69. Tiếp theo sẽ là một cái tên đến từ Bundesliga, anh em không nhầm đâu, cái tên đến này đến từ Bundesliga và đang là tận cầu thủ thi đấu cho câu lạc bộ Bayern Munich. Thì tại sao nó lại xuất hiện như thế, chắc chắn là nhiều anh em không biết thì sẽ đặt câu hỏi là như vậy, tại sao lại có cầu thủ Bundesliga. Thì mình nói luôn thì đây là cầu thủ của Pháp, thì nhà phát hành sẽ lấy bản quyền của đội tuyển quốc gia Pháp chứ không phải là bản quyền của Bundesliga, nên là đương nhiên Upamecano sẽ là xuất hiện ở trong phiên bản này là điều đương nhiên anh em ạ. Nhưng mà những cầu thủ mà không có bản quyền của các giải đấu ở đấy thì sẽ không có khuôn mặt chuẩn Real Face đấy, thì sẽ chỉ có khuôn mặt nó như thế này thôi. Đấy, Upamecano thì chỉ số 77 và cao 1m86. Chắc chắn là cứ đá như thế này thì Upamecano sẽ chơi lên chỉ số 80 trong sớm muộn rồi anh em ạ. Tiếp theo sẽ là một cầu thủ châu Á nữa, đó là Hoàng Y Trang. Hoàng Y Trang thì đang thi đấu ở Wolverhampton, đã dự khán trận đấu giữa một trận đấu của MU. Thì anh em xem bóng đá thì anh em cũng nhìn thấy đúng rồi, MU với Wolverhampton đúng không? Chính xác là như vậy đấy. Thì cầu thủ này đã đến và thi đấu và có những bàn thắng đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh. Thì đây là một cái tên cũng không thể bỏ qua với anh em nào muốn build đội hình
độc lạ em nhé. Và cuối cùng sẽ là cái tên chất lượng đến từ Bundesliga, hiện tại thì đang thi đấu cho Lyon, Olympic Lyon, đó là Jerome Boateng. Đây là cầu thủ mà mình, một trong những cầu thủ mà mình mong muốn nó có mặt ở trong phiên bản này nhất. Thì đây là, nói chung là những cái hàng của Bundesliga sang á, thì mình đều thích cả. Mình không phải là fan đội nào Bundesliga đâu, nhưng mà mình thích các thủ chuyển sang để mình có thể mua về để build đội hình của mình. Ok, Jerome Boateng chỉ số 77, cao 1m91, rất phù hợp với hàng hậu vệ của mình, chiều cao khá là tốt anh em ạ. Ok, thì mình đã review được 16 cầu thủ mới được thêm, thì mình mới tổng hợp được như vậy thôi. Đấy, thì anh em nào có những cái tên nào mới thì hãy báo cho mình để mình tổng hợp nhé. Đến đây thì video của mình cũng xin kết thúc. Anh em thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ, đăng ký của mình.